chào các bạn, lại là mình đây, lại là Celine và các bạn đây. Tuần trước thì mình có hỏi mọi người trên Instagram là mọi người muốn mình làm chủ đề video mới là gì, những thành tựu của mình cho năm 2022. Thành tựu nghe hơi to lớn nhỏ nhưng mà kiểu tổng kết năm ấy. Và thứ hai là vì sao những mối quan hệ tình cảm thường sẽ thất bại. Và cái tỷ lệ mọi người vote cho hai chủ đề này nó rất là sát nốt nhau ấy, nên là mình quyết định làm cả hai luôn. Điều đầu tiên mà mình làm được trong năm nay đấy chính là mình đã có thường trú nhân ở Úc, là PR Úc đấy mọi người. Thực ra thì ngày xưa mình đã từng nghĩ là nếu như một ngày mình có PR Úc thì mình sẽ hét lên, xong rồi mình sẽ rất là kiểu hạnh phúc ấy. Nhưng mà hình như là vì mọi thứ nó đến dễ dàng quá nên khi mình có PR Úc ấy, mình kiểu ok. Đa số bạn bè của mình ở Úc nhiều năm nay rồi, trên 10 năm nay rồi, mà họ mới có PR Úc từ năm ngoái. Còn mình thì mới quay lại Úc học Masters năm 2019 đây thôi. Và một nửa khóa học là mình học ở Úc, còn một nửa khóa là dính vào Covid nên là mình về Việt Nam 1.5 năm lận. Vậy mà mình mới quay lại Úc đầu năm nay thôi và mình đã có PR luôn rồi. Nên mình cảm thấy đây là một cái năm mà cực kỳ thuận lợi và may mắn cho những bạn nào mà apply PR Úc. Tại vì nó đúng vào cái đợt mà Úc đang rất là thiếu nhân lực, nên là thực sự mình cảm thấy là không có một cái tip gì ở đây cả, mà chỉ là mình rất là may mắn thôi. Và cái điều thuận lợi khi mà có PR Úc đấy là mình sẽ có quyền lợi giống như những người dân Úc bình thường, như là dễ dàng kiếm việc làm hơn, không cần phải được bảo lãnh thì mới được ở lại làm việc. Để được PR Úc thì mình phải thi IELTS. Mình aim 2 nên là mình đã aim là phải được 8.0 IELTS thì mình sẽ được dễ dàng được PR Úc hơn. Thế nhưng mà rất tiếc là tuy là mình được 8.0 thế nhưng mà chỉ được 3 band thôi, và một band nữa của mình thì chỉ được 7.0, nên tính ra thì Úc vẫn quy là mình chỉ được 7.0 IELTS. Chính vì thế nên là mình lại phải thi thêm một bài thi tiếng Anh nữa là PTE. Đã rất lâu rồi mình không phải ôn thi mọi người ạ, nên khi mà mình phải tập trung ôn thi cho hai cái bài test này thì hồi đấy mình rất là stress luôn. Nhưng mà rất là may mắn là điểm PTE của mình được 80 mấy gì đó, thì họ tính là ngang ngửa với IELTS 8.0, thế nên là cái chặng đường mà mình được PR cũng rất là thuận lợi. Mình bắt đầu apply là vào tháng 5 năm nay, và đến tháng 8 là mình có invitation, là thư mời của bộ di trú để apply PR. Và đến tháng 11 năm nay thì mình đã có PR rồi. Và cái điều thứ hai mà mình đạt được cho năm nay đấy là mình đã bắt đầu công việc full time ở Úc. Mình thì đã từng làm rất nhiều công việc part time khác nhau ở Úc rồi, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thực sự làm một công việc full time. Mình đã từng làm một cái video về cách mà mình kiếm việc ở bên Úc này như thế nào, và mọi người có thể xem lại cái video này nhé. Mình cảm thấy đây cũng là một cái gì đấy mà mình đạt được trong năm nay, tại vì là mình tìm được đúng một công việc mà đúng cái ngành mình học, đó chính là social work. Thế nên là khi mà mình được làm ngay một công việc sau khi mình tốt nghiệp như vậy thì mình hiểu thêm về cái ngành mà mình học, cũng như là để xác định xem là mình có thực sự phù hợp với công việc này không. Sau nửa năm đi làm thì mình thấy hiểu hơn về văn hóa Úc, cũng như là office politics ở Úc như thế nào. Và một điều nữa đấy là khi mà ở văn phòng làm từ 9 giờ đến 5 giờ thì mình tự rèn cho mình cái sự có tính kỷ luật cao hơn. Tại vì trước đến giờ là mình khá là lăng xăng ấy mọi người, kiểu mình khá là năng động, và trước kia mình làm tiếp viên hàng không nên mình đã quen và mình rất thích với cái kiểu giờ linh hoạt như vậy rồi, rất là tự do. Thế nên là tuy là ban đầu mình cảm thấy môi trường văn phòng hơi gò bó, nhưng mà sau đấy thì mình lại cảm thấy là mình có tính kỷ luật cao hơn. Và một điểm cuối cùng đấy là mình tìm thấy một partner của mình ở Sydney. Cái này nó là thành tựu thì cũng không hẳn là một thành tựu, nhưng mà đối với mình thì nó là một cái gì đấy mà mình cố gắng khá là nhiều. Vì từ trước đến giờ thì mình rất là yêu thích sự tự do và không thích ràng buộc trong bất kỳ mối quan hệ nào cả. Nhưng mà với cái đối tượng này thì mình lại cảm thấy là mình rất muốn cố gắng để có một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu như các bạn đã xem video tuần trước thì mình cũng nói rất nhiều về cái quan điểm của mình trong tình yêu như thế nào, và mình đã thay đổi rất là nhiều. Hồi mà mới gặp anh này thì anh ấy là một người rất là bận rộn, và anh ấy làm việc 70 giờ một tuần, cái tính chất công việc của anh là như vậy. Thế nên là tìm hiểu nhau được một tháng thì mình kiểu thôi anh à, rất là vui được gặp anh, bye bye. I'm saying that in the beginning you were very busy, so I almost gave up on you because I think you have no time for me. But then you try really hard to keep this going. So I guess, yeah, maybe so he's the one. Are you the one?
Và một điều cuối cùng mà mình làm được mà trước kia khi mà mình học cấp 3 ở Úc hay thậm chí là mình học đại học ở Mỹ, mình không làm được. Đấy là ngày xưa thì mình tập trung rất là nhiều vào việc học cũng như là việc lo kiếm tiền, đi làm thêm đồ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, một phần cũng là vì mình đi làm full time nên là mình kiếm được nhiều tiền hơn và mình bắt đầu khám phá và biết hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Thì đây là cái điều mà trước kia mình không làm được. Nếu bạn nào mà thường xuyên theo dõi vlogs của mình từ đầu năm nay, tính từ thời điểm mình quay lại Úc thì mình đã đi chơi rất là nhiều, khám phá Sydney, đi ăn nhiều này, đi khám phá nhiều địa điểm quanh Sydney, đi road trip. Và mình nghĩ là biết đâu đấy sau này thì mình sẽ về Việt Nam thì sao, mình không ở Úc nữa thì lúc ý là mình sẽ rất tiếc là mình chưa khám phá Sydney cũng như là chưa du lịch ở trong Úc đủ nhiều. Các bạn xem video của mình thì rất là hay hỏi là chắc chị Tâm chăm tập gym lắm nhỉ, nhưng mà thực chất thì mình khá là lười các bạn ơi. Nghĩa là mình rất thích các hoạt động thể thao, rất là thích học nhảy này nọ kia, nhưng mà mình khá là lười. Nhưng mà nhờ anh này động viên thế nên là mình gần đây đã chơi thể thao nhiều hơn rất là nhiều, rồi đăng ký một thẻ gym membership, thế nên là mình workout nhiều hơn. Bây giờ thì mình đã nhận ra sự khác biệt trong cơ thể của mình rồi. Hồi mà mình 20 mấy tuổi ý, thì cơ thể của mình literally như này này, kiểu nó curve, nó rõ ràng như vậy luôn á. Thế nhưng mà bây giờ cái sự trao đổi chất ở tuổi 30 nó không còn được như hồi trẻ nữa. Thế nên là mình đã thấy là cái phần hông của mình nó hơi bị hõm lại rồi. Thế nên là mình càng ý thức được tầm quan trọng của việc là mình tập thể dục đều đặn một tuần 3 lần như thế nào. Và một điểm duy nhất mà mình tổng kết lại được sau năm 2022 này, đấy chính là một khi chúng ta đã đặt ra một cái kế hoạch gì thì chúng ta hãy cố gắng để theo đuổi nó đến cùng. Tại vì hồi mà mình về Việt Nam tránh dịch 1.5 năm thì gia đình mình cũng không muốn mình quay lại Úc nữa. Và nói là thôi không cần phải quay lại Úc nữa, học xong rồi thì thôi có thể ở lại Việt Nam. Nhưng nếu như mình ở lại Việt Nam thì chắc chắn là mình sẽ không có PR Úc. Hay là như trong mối quan hệ của mình, nếu như mình luôn luôn tự đặt ra giả thiết là ồ nếu người ta bận rộn như vậy người ta sẽ không có thời gian dành cho mình, hay là mình thấy hai người có quá là nhiều điểm khác biệt và mình từ bỏ ngay lập tức, thì mãi mãi mình sẽ không thể nào commit được vào một mối quan hệ nào lâu dài cả. Và đó là trải nghiệm của mình năm 2022. Còn các bạn thì sao? Đừng quên chia sẻ với mình ở mục comment bên dưới nhé. Và bây giờ lại là chuyên mục Reacting to your comments. Em có nên đổ tiền bay ra Hà Nội vì crush không chị? Em ra một lần rồi, còn lại anh nói qua Tết anh vô Sài Gòn chơi với em. Nhưng mà mạch cảm xúc không cho phép em đứt chị à? Em biết em lụy tình, nhưng mà nếu mình nghĩ đó là sống hết mình cho tình cảm thì sao hả chị? Ôi trời ơi, bình tĩnh lại, hết sức bình tĩnh. Chị mà là em á, chị không ra Hà Nội đâu. Đợt này Hà Nội đang rất lạnh em biết không? Sài Gòn đang ấm chan hòa tội gì? Trừ phi là em lại thích ra Hà Nội để mặc áo rét, chụp ảnh cho đẹp thì thì lại cũng là một trường hợp. Nhưng mà chị nói thiệt nha, cái này nó không gọi là lụy tình, nó cũng không gọi là sống hết mình với tình cảm. Mà đây là em đang kiểu đang bị mê crush này quá rồi nên em chưa kiềm chế được cảm xúc thôi. Từ xưa rồi là chị đã bị ám ảnh cái câu là cái gì dễ có được thì dễ mất đi. Nên là cứ hẹn hò anh nào mà nó trơn tru quá, nó dễ dàng quá thì chị lại càng cảm thấy lăn tăn. Bây giờ chị thích là nó phải chắc chở một tí, phải mất nhiều thời gian để hai đứa fall in love thì chị mới thấy là uy tín. Nhưng mà đấy là chị, còn em thì vẫn cần phải có những trải nghiệm của riêng em. Em có thể đi Hà Nội nếu em muốn, nhưng mà nhớ là đừng có vét hết tiền bạc tài sản cho những cái chuyến đi này nhá. Bởi vì nếu sau này chẳng may tình nó không đi đến đâu thì vẫn còn tiền em ạ. Jolin có thể chia sẻ cách ba mẹ bạn giữ gìn hạnh phúc và giáo dục anh chị em bạn được không? Gia đình mình cũng giống như bao gia đình Việt Nam truyền thống khác thôi. Đấy là mẹ thì rất là hiền, rất là nhịn nhục hy sinh. Còn bố thì đúng kiểu là ham công việc, kiếm tiền, chăm lo cuộc sống cho cả gia đình. Có nhiều gia đình khi mà họ thành công từ hai bàn tay trắng ấy, thì cái mindset của họ là đời họ đã khổ rồi thì họ muốn con cái của họ phải được sướng. Nên là nhiều khi họ rất là chiều con. Thực ra mình rất là thích cái concept này nha, bởi vì bố mình không như thế. Vì là bố mình tự gây dựng mọi thứ một mình nên là bố mình không muốn anh chị em mình được ăn sẵn, mà muốn tụi mình phải hiểu giá trị của sức lao động. Và thậm chí là đặt rất là nhiều kỳ vọng lên tụi mình là phải có hoài bão rất là lớn. Còn nói về cách mà bố mẹ mình giữ gìn hạnh phúc trong nhiều năm qua, bao nhiêu năm rồi nhỉ? 40 năm, bố mẹ mình đã ở với nhau 40 năm rồi. Có lẽ là hai cái mảnh ghép phù hợp thôi bạn. Kiểu như bố mình thì rất là ham công việc,
nhưng mà lại là người khá là khô khan. Còn mẹ mình thì lại rất là tình cảm và muốn được chồng quan tâm. Nhưng mà mẹ mình tự nhủ là ok, có thể là chồng tôi khô khan một chút, thế nhưng mà chồng tôi là một người rất có trách nhiệm với gia đình và sống rất là tử tế với anh chị em họ hàng. Và bố mình thì luôn tự gọi bố mình là một người thuyền trưởng, chèo lái con thuyền gia đình bla bla. Thế nên mình nghĩ mỗi người, những người mà ở thế hệ 5X, 6X như bố mẹ tụi mình thì mình thấy đều là những người có rất là có trách nhiệm. Và họ đã phải chấp nhận từ bỏ rất nhiều mong muốn cá nhân cho đại cuộc, cho tập thể. Một điều mà mình nghĩ thế hệ trẻ bây giờ chúng ta sẽ không lựa chọn. Có làm YouTube rồi thì mới hiểu, những comment thiếu sự tế nhị thì phải nên xóa. Góp ý có hai cách, một số người góp ý nhẹ nhàng thì tiếp nhận, những người đã không thích mình rồi thì cái gì cũng đâm chọc được thì tốt nhất nên xóa, nhiều lần thì block luôn. Vì nếu để vậy làm mất văn hóa của kênh nên chủ kênh xóa comment là điều nên làm. Đọc tên cái kênh của bạn này thì mình nghĩ là bạn ấy cũng là chủ của một kênh YouTube. Bạn góp ý như thế thì rất là đúng, tại vì là có nhiều người chưa biết đến mình nhưng mà vào có thể là đọc những comment tiêu cực chửi bới mình thì có thể họ lại kiểu ơ gì này, chị này có phốt gì à, kiểu như thế. Nhưng mà hồi trước thì mình còn hay chăm chỉ combat. Chứ bây giờ thì mình đi làm full time rồi mọi người ơi, mình không có thời gian để mà làm những cái việc đấy nữa. Thực ra những bạn nào mà làm content trên mạng xã hội một thời gian tương đối dài thì mọi người sẽ hiểu. Lúc mới làm chúng ta vẫn còn hơi ngọng với những cái comment mang tính tiêu cực. Chứ còn mà đã làm một thời gian rồi mà, comment nào cũng được coi là comment, kể cả dislike cũng được coi là engagement. Có nghĩa là tương tác để đẩy cái kênh của mình lên. Nên là dù có là dislike hay là comment tiêu cực đi chăng nữa thì nó vẫn mang lại giá trị cho cái kênh của mình. Nói vậy thôi chứ còn mình vẫn tán thành với comment của bạn này. Tại vì mọi người cứ để ý là tranh luận với nhau trên mạng xã hội nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, mà nó còn làm mình bực bội thêm ấy. Nên là cảm thấy là block được, xóa được luôn thì càng tốt, cho nó nhẹ cái đầu.